Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh của chúng tôi. Ngay sau đây là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật trong suốt những giờ qua. Mời quý vị theo dõi. Trong khi bão số 7 đang chuẩn bị đổ bộ vào nước ta, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7 giờ sáng ngày 11 tháng 11, cơn bão có tên quốc tế là Toraji đã xuất hiện và hoạt động trên vùng biển phía đông đảo Luzon của Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới từ vĩ tuyến 16,5 đến 21,0 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 119,0 độ kinh đông. Trong 48 giờ tới là từ vĩ tuyến 15,0 đến 21,0 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ kinh đông. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tại ở khu vực phía đông của Philippines đang có tới hai cơn bão là bão Toraji và bão Manji. Một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động cơn bão Toraji nhiều khả năng sẽ di chuyển vào Biển Đông trong khoảng chiều tối đến đêm ngày 11 tháng 11. Vì thế, sau bão số 7 sẽ lại xuất hiện cơn bão số 8. Dưới tác động của bão số 7 rồi đến lượt bão số 8 thì trên khu vực phía Bắc và giữa của Biển Đông trong những ngày tới sẽ liên tục là những ngày thời tiết xấu với gió mạnh, sóng cao và biển động mạnh. Khoảng cách giữa bão số 7, Yin và bão Toraji vào khoảng từ 1.200 km đến 1.400 km là khoảng cách mà tương tác bão đôi xuất hiện. Bão Toraji sẽ làm cho bão số 7 lệch nhiều hơn xuống phía Nam. Ông hưởng cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7 đến hết ngày 12 tháng 11, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ sẽ có mưa, nhưng rất ít khả năng có mưa cực đoan gây lũ trên các sông ở miền Trung. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão Toraji, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công điện gửi 19 tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận và các bộ ngành yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn. Khi có yêu cầu. Bão số 7 tăng cấp trở lại sau gần 2 ngày đổ bộ biển Đông. Cụ thể, lúc 19 giờ ngày 9 tháng 11, vị trí tâm bão số 7, tên quốc tế In Sinh, trên khu vực Bắc biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 365 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 đến 15, 150 đến 183 km/h, giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây, tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo trong 24 giờ tiếp, bão trên vùng biển phía Tây Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 245 km sau chuyển hướng Tây Nam, tốc độ 5 đến 10 km trên giờ, suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Khoảng 19 giờ vào ngày 11 tháng 11, bão trên vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi, di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, suy yếu thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 12. Đến 19 giờ ngày 12 tháng 11, bão số 7 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 10 đến 15 km h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là vùng áp thấp. Vị trí tâm bão trên khu vực phía Bắc Tây Nguyên. Dự báo thời tiết trên biển, cơ quan khí tượng cho biết, khu vực Bắc Biển Đông đã có mưa bão, gió mạnh cấp 8 đến cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 17. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan, mưa rào và rông rải rác. Đêm ngày mùng 9 tháng 11 và ngày mùng 10 tháng 11, khu vực Bắc biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió mạnh cấp 8 đến cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 17, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 4 đến 6 m, vùng gần tâm bão 7 đến 9. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa Vũng Tàu, gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 2 đến 4 m. Ngoài ra, đêm ngày mùng 9 tháng 11 và ngày mùng 10 tháng 11, khu vực Bắc biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa mưa bão khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan mưa rào và rông rải rác trong mưa rông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. đêm mùng 10 tháng 11 và ngày 11 tháng 11 vùng biển phía tây khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa gió mạnh cấp 7 đến cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 đến cấp 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Sóng biển cao 4 đến 6 m, vùng gần tâm bão 6 đến 8 m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ gần sáng 11 tháng 11, gió mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2 đến 4 m Chiều ngày 9 tháng 11, một trận động đất mạnh 3,3 độ đã xảy ra tại khu vực huyện Thanh Thủy, Phú Thọ, khu vực giáp danh huyện Ba Vì, Hà Nội. Khi động đất xảy ra, nhiều người dân ở huyện Thanh Thủy, Tam Đông, Phú Thọ và huyện Ba Vì, Hà Nội cảm nhận được rung lắc từ trận động đất này. Chị Ly ở huyện Tam Nông cho biết, Chị đang ngồi ở phòng khách thì thấy rung lắc khoảng 3 giây. Ban đầu chị tưởng là do xe chạy ngoài đường, nhưng sau đó khi lên mạng thấy mọi người chia sẻ mới biết là động đất. Viện vật lý địa cầu đánh giá trận động đất này có cấp độ rủi ro thiên tai cấp không? Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, viện trưởng viện vật lý địa cầu cho biết, động đất ở Phú Thọ là động đất tự nhiên phát sinh trên hệ thống đất gãy sông Hồng. Theo thống kê 100 năm qua, trong phạm vi bán kính 50 km từ khu vực trấn tâm này đã ghi nhận 43 trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 5 trong đó, trận động đất có độ lớn m bằng 5,3 ghi nhận vào năm 1958 tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Động đất xảy ra trên đất gãy là chuyện bình thường. Cuối tháng 9 năm 2024, trước tính chất nguy hiểm của băng nhóm được cầm đầu bởi Phạm Đức Bình, hay còn gọi là Bình Kiểm, sinh năm 1970, quê Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, Công an thành phố Hồ Chí Minh Bà Địa Vũng Tàu, Lâm Đồng và các đơn vị thuộc Bộ Công an Lào đồng loạt phá án tại Việt Nam và Lào. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án về các hành vi chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, không tố giác tội phạm, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời khởi tố 16 bị can và tiếp tục mở rộng vụ án. Được biết, Phạm Đức Bình từ nhiều năm trước đã được biết đến là một giang hồ khét tiếng nhiều lần vào tù ra tội, cầm đầu băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm, dám đối đầu với nhiều nhóm giang hồ và từng thách thức ông trùm giang hồ Trương Văn Cam, tức Nam Cam. Cái tên Bình Kiểm xuất phát từ việc Bình từng có thời gian làm việc tại tiểu đoàn kiểm soát quân sự thành phố Hồ Chí Minh. Đáng nói, Bình Kiểm không uống bia rượu, hút thuốc lá, không tham gia các hoạt động tệ nạn, giao du ngoài xã hội rất hạn chế. Bình Kiểm cũng không có một vết xăm nào trên người như những dân anh chị khác, song được biết đến là kẻ máu lạnh, khi gây án thường mang theo vũ khí quân dụng. Theo tài liệu, Bình Kiểm đã có ít nhất 3 lần sử dụng vũ khí quân dụng gây án. Theo Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, trước năm 1991, lợi dụng khi còn là quân nhân, Bình Kiểm nhiều lần mua bán, chiếm đoạt vũ khí quân dụng của đơn vị và của các đối tượng khi thi hành công vụ. Sau khi xuất ngũ, Bình cầm đầu băng nhóm cùng các đối tượng gốc Bắc, chuyên bảo kê, tranh giành địa bàn, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn, mở sòng bạc, vũ trường tại thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian làm ăn ở thành phố Hồ Chí Minh Bình Kiểm cũng gây hấn với nhiều dân anh chị. Trong đó, để tranh danh địa bàn làm ăn sòng bài, Bình Kiểm cùng đàn em thách thức gây hấn với ông trùm Nam Cam, tức Trương Văn Cam. Từ đó là chuỗi ngày phạm tội phải vào tù ra khám của gã giang hồ Bình Kiểm. Cụ thể, Bình Kiểm là người duy nhất trong giới giang hồ dám đối đầu với băng nhóm Nam Cam và từng đánh bảo hoàng tử, con trai của ông trùm giang hồ Nam Cam, đến trọng thương. Sau vụ này, Bình Kiểm mua một khẩu súng và 96 viên đạn, luôn mang theo bên mình để sẵn sàng đối phó. Khi Nam Cam bị bắt vào tháng 12 năm 2000, Bình Kiểm đang thụ án về tội gây dối trật tự. Nghe tin, Giang Hồ này đã bảo vợ giao nộp toàn bộ vũ khí. Công an thành phố Hồ Chí Minh khám xét nhà của Bình Kiểm và đồng bọn, thu giữ nhiều vũ khí như súng AR-15, súng rulo, lựu đạn và gần 300 viên đạn. Năm 2003, Bình tiếp tục bị bắt, phải thi hành án một năm tù về tội cố ý gây thương tích. Năm 2004, ngay khi mới ra tù, Bình mua một khẩu súng AK, 5 khẩu súng ngắn, hơn 400 viên đạn hai quả lựu đạn. Sau đó, Bình chỉ đạo bốn đàn em lên kế hoạch và tổ chức bắt cóc anh TTN, con của đại gia Trầm B ở thành phố Hồ Chí Minh, đòi 10 triệu đô la Mỹ tiền chuộc. Theo tài liệu, Bình kiểm cùng đàn em ba lần thực hiện quyết liệt bắt cóc nạn nhân, đưa lên ô tô thực hiện hành vi phạm tội. Ở vụ bắt cóc này, tháng 9 năm 2007, Bình bị tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 20 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, 8 năm tù về tội mua bán tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt chung, Bình kiểm và chấp hành là 28 năm tù. Đến năm 2024, Bình kiểm ra tù. Lực lượng trinh sát phòng trọng án phát hiện thông tin anh ta có biểu hiện rủ dê, lôi kéo, tụ tập đàn em, móc nối với bạn tù và các đối tượng hình sự để hình thành băng nhóm. C02 Bộ Công an đã ra phòng trọng án phối hợp với các lực lượng triệt phá, bắt giữ Bình kiểm.